Tôi sẽ không kiện cô nữa. Tôi còn đem cả giấy tờ quản lý sản nghiệp của nhà họ Nguyên đến đây. Xin hãy tin là tôi rất thật lòng. Mẹ, hãy đem trả lại cho anh ta. Bố Tâm Như này quyết không nhận của bố thí của anh ta. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào cô mới chấp nhận tôi? Tôi thô lỗ thì cô bảo tôi dã man, tôi dịu dàng thì cô không thèm để ý. Cô không chấp nhận con người tôi, không chấp nhận tình cảm của tôi. Để những thứ thuộc về cô tôi đem trả lại, cô cũng không thèm. Vì tôi biết sẽ không có chuyện anh trả tôi mà không đòi lại thứ gì. Vì sẽ không có chuyện tôi ngồi bàn với anh về quyền giám hộ Hạo Văn. Vì chị San Hô đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, vậy mà anh làm khổ chị ấy hết lần này đến lần khác. Vì anh luôn miệng nói bố nuôi anh có ơn lớn với anh, nhưng ông vừa mất anh đã muốn cưỡng đoạt vợ ông một cách vô liêm sỉ. Loại người như anh mà dám nói là thật lòng sao? Từ nhỏ tôi đã được bố nuôi nhận làm con, khắp người tôi đều là vết thương tôi hứng chịu thay cho ông ấy. Tôi chỉ có một cái mạng, nhưng đã chết với ông ấy mấy chục lần rồi. Bố nuôi có ơn lớn với tôi, nhưng tôi đã dùng những vết sẹo trên khắp cơ thể để trả hết lượng nghĩa tình cho mấy rồi. Dù anh có đỡ cho mấy bao nhiêu vết đạn, bao nhiêu vết da, thì cuối cùng Khôi Ân vẫn chết vì họa do anh gây ra đấy thôi. Đừng nghĩ tôi xấu xa như thế. Ít nhất đối với cô và Hạo Văn, tôi rất thật lòng. Chỉ cần cô lên tiếng, tôi sẽ móc trái tim mình ra trước mặt cô. Anh hãy về đi. Nếu anh không làm phiền cuộc sống bình yên của ba mẹ con bà cháu tôi nữa, thì tôi sẽ tin anh thật lòng. Nếu tôi thấy khó mà lui, thì tôi không còn là Nguyên Hạo Dũng yêu cô đến điên cuồng nữa. Đồ ma quỷ. Mẹ, trừ phi tôi muốn chết, còn không thì không ai có thể giết nổi tôi. Anh Kim Sa bảo em tới. Em là... Đừng nói tên cô. Đừng quay người lại. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô. Nói đi. Em là Bối Tâm Như. Em chỉ yêu mình anh. Hãy nói theo những gì tôi dạy. Nói đi. Em là Bối Tâm Như. Em chỉ yêu mình anh. Không được ngừng. Nói tiếp đi. Nói. Em là Bối Tâm Như. Em chỉ yêu mình anh. Em là Bối Tâm Như. Em chỉ yêu mình anh. Tâm Như, cuối cùng thì em cũng yêu tôi rồi. Tôi đã đợi em mười mấy năm trời. Tâm Như. Cô không phải là Tâm Như. Cô là ai? Em là Bối Tâm Như. Em chỉ yêu mình anh. Cô dám giả mạo Tâm Như? Chính anh bảo tôi nói mà. Không ai có thể thay thế được cô ấy. Cút. Cô đừng có mơ. Cút ngay. Cút. Cút ra.
À, Dũng ca. Anh Dũng. Cậu mà cô ta mạo nhận Tâm Như đến đùa bỡn tôi phải không? Không đâu anh. Vậy thì kẻ nào bảo cô ta tới đây? Vừa rồi uống say anh đòi phải tìm một người giống hệt bố Tâm Như cho anh. Em đã nói với anh rồi, trên đời này làm gì có người nào giống hệt vợ của chủ tịch. Từ nay những lời tôi nói lúc say cậu có coi như không nghe thấy gì cả? Vâng. Ra ngoài đi. Anh Dũng, luật sư Thiệu đang ở bên ngoài đợi anh. Có chuyện gì vậy? Luật sư Thiệu nói bố Tâm Như đã nhờ chị San Hô mang tới những giấy tờ mà cô ta đã ký để anh xem. Chị ấy còn nói 1/4 tài sản nhà họ Nguyên vốn thuộc về bố Tâm Như từ nay sẽ thuộc về anh. Mời anh ký tên vào những giấy tờ đó. Tôi không cần tài sản gì cả. Đi nói với tay luật sư họ Thiệu đó, bảo hắn có bản lĩnh thì để bố Tâm Như ký tên vào giấy đăng ký kết hôn đi. Vâng, đi đi. Đi mau đi. Cảm ơn quý khách. Bà chủ cho một chai ngũ lương. Dạ vâng. Con trai của ta đấy, thấy thế nào hả? Chào cậu Văn. Họ Văn à, chúng ta về nhà thôi. Kể từ hôm nay mọi thứ của nhà họ Nguyên đều thuộc về con. Mời quý khách dùng. Họ Văn, ở đây có cô rồi, cháu ra chỗ bà ngoại đi. Cảm ơn cô ạ. Mời quý khách. Lại uống với tôi một ly nào. Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra. Vội gì chứ? Anh có cần vỗ nốt bên kia không? Quán này có dịch vụ đặc biệt, tất nhiên giá cả cũng rất đặc biệt. Lát nữa thanh toán anh chớ có xót xa đấy nhé. Tiền chứ gì. Đây đây. Lại đây hôn anh một cái nào. San hô này là kẻ anh có thể hôn sao? Anh xứng à? Đồ chất dẫm, có dám đánh tôi à? Mẹ, mẹ nuôi đừng mà, mẹ nuôi. Xin lỗi quý khách, làm mất hứng của quý khách. Xin lỗi tất cả, hôm nay quán chúng tôi mời mọi người. Xin lỗi là lỗi của cháu ạ. Cháu không cất cây côn nhị khúc cẩn thận. Cháu xin lỗi mọi người ạ. Bà chủ ơi, tính tiền đi. Tính tiền cho bạn này đi. Em có một đứa con trai như vậy, chị thật mừng cho em. Thôi được rồi, tối nay chị sẽ ở lại đây giúp em. Mai đi thăm mộ chủ tịch đúng không? Có quen không? Con rất khỏe. Con hơi nhớ chú An ở Bắc Kinh và cả em An Lam nữa. Vốn dĩ luôn có anh Dũng chơi với con.
浩宇大哥一直陪我玩的。嗯，可是那你hôm đó con nhìn thấy anh ấy đánh mẹ, thật đáng sợ. Thật là khó khăn à. Nếu còn ở Bắc Kinh, con có thể đi tìm chú An nhờ chú ấy giúp. Chú An cũng là luật sư giống như bác Hồ, chú ấy sẽ bảo vệ con và mẹ. Anh Hạo Dũng xin thề trước mặt bố, anh sẽ giống như trước kia, bảo vệ Hạo Văn và chăm sóc mẹ em. Nếu Hạo Văn tin lời anh thì ta bắt tay nào. Em hãy nhớ, không ai có thể thay thế được tình cảm giữa anh và Hạo Văn, nhất là cái chú An đó. Em không được khen chú ấy. Em nhớ chưa? Không ai có thể thay thế được tình cảm của anh đối với em. Em không được nhớ đến chú An nữa. Tại sao? Em rất quý chú ấy. Không tại sao cả. Em không được thích hắn. Mẹ em đã thích hắn rồi. Em không được phản bội anh. Đau quá. Bỏ em ra. Anh không thể để hắn thay thế địa vị của anh trong lòng em đâu, nghe rõ chưa? Bỏ em ra. Bỏ em ra. Bố ơi, cứu con với. Em muốn giống như mẹ em lảng tránh anh sao? Bỏ em ra, bỏ em ra. Anh không cho phép, không cho phép. Bỏ em ra. Hạo Văn, con cùng cô san hô đưa bà đi đi. Còn mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với anh Hạo Dũng. Tôi cầu xin anh, hãy tha cho mẹ con tôi được không? Mẹ cô đã đánh tôi trước. Tôi thấy cần phải nhốt bà ta trong bệnh viện tâm thần. Mẹ tôi vốn là người ôn tồn hiền lành. Nếu anh không phải là ma quỷ thì mẹ tôi đâu có sợ anh đến gần như phát điên như vậy. Tâm Như đứng dậy. Đừng cầu xin kẻ ma quỷ này. Anh không đi thì chúng tôi sẽ đi. Nếu không chúng tôi cũng bị anh ép đến phát điên mất. Thôi bỏ đi, gặp phải mẹ cô coi như tôi đen đủi. Tâm Như, mau đưa mẹ em và Hạo Văn đi thật xa, đừng để anh ta nhìn thấy ba người. Chị bảo em đi đâu đây? Đây là nhà em, không ai có thể đuổi em đi được. Chạy từ từ thôi, kẻo ngã. Thực ra chỉ cần An Lan khỏe mạnh, những chuyện khác đều không đáng là gì. Thật ra em vẫn còn một mong muốn chưa hoàn thành. Đó cũng là điều đáng tiếc của một bác sĩ như em. Anh đã biết rồi, không thể lấy lại được khoảng ký ức đó, thì việc gì phải lãng phí thời gian. Hãy dành thời gian đó để ở bên An Lan nhiều hơn. Không phải là không có cách, chỉ cần anh thôi. Đừng bắt anh phải đối mặt với điều đó nữa. Em đúng là một người phụ nữ tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Anh thật may mắn vì người phụ nữ tốt này là vợ anh. Bảy giờ tối nay hẹn gặp mặt ở quán ăn Nhật đường ven hồ, có liên quan đến khoảng ký ức bị mất đi của anh. Cháu bé à, ai đưa cháu mảnh giấy này vậy? Là phúc không phải họa, là họa muốn tránh cũng không được.
是啊。Cậu không nhận ra tôi, nhưng vẫn còn nhận ra nó. Lời thề non hẹn biển của hai người bắt đầu từ đó. Thẩm Lễ An, em đã đến Bắc Kinh rồi. Em đến theo lời thề non hẹn biển giữa chúng ta. Thề non hẹn biển. Thề non hẹn biển. Giữa chúng tôi rốt cuộc đã có lời ước hẹn gì? Điều đó chỉ có hai người mới biết. Nhưng tôi đã quên rồi. Còn bối tâm như tất cả những lời ước hẹn, giờ còn lại sự phản bội và trái tim tan nát. Cho nên cô ấy mới thất vọng và đi lấy ông chủ giàu có, sinh ra đứa con trai. Mọi chuyện đều thuận lợi. Còn tôi cũng chọn cách không phải phiền não nữa, một lòng chăm sóc đứa con gái An Lan và gia đình hạnh phúc của mình. Tôi lặn lội đường xá xa xôi đến đây không phải để nghe cậu kể câu chuyện của mình, mà muốn nói cho cậu biết, cậu không trốn tránh nổi sự thật tàn khốc đâu. Tôi biết cô ấy đã mất chồng, cô ấy còn mất tất cả tài sản. Chỉ trong một đêm, cô ấy dường như chẳng còn gì. Là Nguyên Hạo Dũng, anh ta đã cướp đi tất cả tài sản của cô ấy sao? Thứ Nguyên Hạo Dũng cần không phải là tài sản của cô ấy. Anh ta không từ thủ đoạn nào để có được Tâm Như. Tôi đã từng được nếm thủ đoạn của anh ta. Tôi nghĩ một người đàn ông muốn có một người phụ nữ mãnh liệt đến vậy, hẳn anh ta yêu cô ấy lắm. Chỉ cần anh ta thật lòng muốn chăm sóc mẹ con Tâm Như, hai người kết hôn với nhau, có thể đây lại là một cái kết tốt đẹp. Vừa tròn 20 tuổi, cô ấy đã kết hôn với người đàn ông mà cô ấy yêu thương nhất. Cậu nghĩ cô ấy có thể chấp nhận lời cầu hôn của một người đàn ông khác? Tôi đã từng xem ảnh cưới của cô ấy với ông chủ tịch tập đoàn Nguyên Đại. Lễ cưới rất long trọng. Nhưng hôn lễ mà cô ấy khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên, lại không có lấy một khách mời, cũng không có giấy chứng nhận kết hôn, không có nhẫn cưới. Vào ngày sinh nhật của người đàn ông đó, cô ấy đã nhận là vợ của anh ta, đã dâng hiến tất cả cho anh ta. Người đàn ông đó là ai?
của mà. Là tôi sao? Tôi trắng trợn nói cô ấy là vợ anh. Nhưng đến cuối cùng lại phải chịu ấm ức đi với Nguyên Khôi Ân, người đáng tuổi làm cha cô ấy. Chẳng trách Nguyên Hạo Dũng lại nói như vậy. Cô ấy coi đó là quà sinh nhật tặng anh. Hai người coi trời đất là bà Mai, coi núi và biển là nhân chứng cho hôn lễ. Tuy không được thừa nhận về mặt luật pháp, nhưng lương tâm của anh có cho phép anh phủ nhận không? Đêm tân hôn vui vẻ, mối tâm như tâm như. Tôi đã muốn tổ chức một hôn lễ thật long trọng với em. Không đúng, giờ em đã kết hôn, em đã là bà Nguyên. Tôi cũng đã kết hôn, tôi đã lấy Mộng Vũ. Em đã kết hôn rồi. Em đã là bà Nguyên. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã kết hôn. Tại sao ông trời lại đùa giỡn tôi như vậy? Tôi đã phụ Tâm Như. Tôi không thể phụ cả Mộng Vũ. Bác gái, bác trai.
Mẹ, bố. Sao vậy Lễ An? Sao tay con lại bị thương thế này? Con không sao, con uống say nên bất cẩn một chút thôi. Giỏi thật đấy. Nói cho anh biết, tôi coi thường những kẻ uống say rồi gây chuyện. Làm tay mình bị thương còn không nói làm gì. Nhưng còn tương lai danh tiếng của anh, nhất là tư cách làm luật sư của anh nữa. Đủ rồi đấy, ông chỉ biết trách cứ con. Sao không nghĩ nếu trong lòng nó không đau buồn thì đâu có ra ngoài uống rượu giải sầu như vậy. Bà chỉ biết chiều nó thôi. Mộng Vũ phải ôm cả con ra ngõ đợi nó. Nếu là tôi thì tôi chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà nữa. Lễ An, bác trai, bác trách nhầm Lễ An rồi. Cửa kính ở quán của họ bị vỡ từ trước rồi mà. Thấy chưa, đã không biết gì lại cứ làm ầm lên. Hai đứa chúng nó, một đứa là luật sư, một đứa là kiểm sát viên, mà lại đi gây rối à? Bố, con gái. Bố ơi, mẹ bế con ra đầu ngõ đợi bố. Sao không thấy bố lái xe về ạ? Bố và chú Âu đều không đi xe ô tô. Bố bị thương ạ? Bố không sao. Con xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng. Bố thổi vào vết thương là sẽ không thấy đau nữa đâu. Mỗi lần chân con đau bà cũng thổi như vậy đấy. Bố còn đau không? Hết đau rồi. Tại bố cả. Bố không ngoan nên mới bị đau. Từ nay bố sẽ không tái phạm nữa. Đây là vé máy bay đến thành phố Trân Châu đi vào ngày kia. Mọi công việc ở văn phòng anh hãy để Tiểu Đinh làm giúp. Tại sao? Em là bác sĩ. Rất rõ thành phố Trân Châu chính là cái khóa đã khóa khoảng ký ức đó của anh. Nếu không mở cái khóa đó ra thì không chỉ có anh sống trong đau khổ, mà em và Tâm Như cũng sẽ phải chịu sự dày vò. Sao em không hỏi tối đó anh đã hẹn ai và người đó đã nói gì với anh? Đó đều là những chuyện đã qua. Dù có chuyện long trời lở đất gì thì người cần phải đối mặt cũng vẫn là anh. Vào ngày anh lấy lại được trí nhớ, dù có thể em sẽ mất anh, thì em cũng sẽ không ngăn cản anh. Anh sẽ không rời xa em và An Lan đâu. Em chỉ mong sau khi hồi phục trí nhớ, anh có thể có quyết định chính xác. Dù kết quả thế nào, em cũng không bao giờ hối tiếc. Cảm ơn em đã rộng lượng. Anh thề, đời này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tình cảm và lời hứa của anh đối với em mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đừng, đừng thề. Chúng ta đừng thề gì cả. Em chỉ mong anh có thể nhớ tới An Lan, vì con mà mau chóng bình an trở về.
是你。Là chị à? Trước đây cậu đều bắt chước Tâm Như, gọi tôi là chị San Hô. San Hô chị. Chị San Hô. Chị tới Bắc Kinh kể một câu chuyện. Mục đích của chị đã đạt được. Tôi đã đến đây rồi. Xin chị hãy đưa tôi đi gặp Tâm Như. Lễ An, chỉ nhớ của cậu, chỉ cậu mới tìm lại được. Còn Tâm Như, cô ấy không có ở đây. Cô ấy đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Nhưng nếu cậu đến quán Vĩnh Tuyền ở đảo Trân Châu tìm cô ấy, đợi cô ấy ở đó, thì nhất định cậu sẽ tìm được cô ấy. Nhưng tôi muốn sớm. Tâm Như đã đợi cậu suốt 8 năm trời. Không lẽ cậu không đợi nổi cô ấy 8 ngày sao? Chị đã giấu em đi Bắc Kinh. Nhưng chị làm vậy cũng là vì gia đình em. Tinh thần mẹ nuôi lúc tỉnh lúc tệ. Giờ em lại trở thành người phụ nữ yếu đuối, không tiền, không thế. Hạo Văn thì còn nhỏ, Nguyên họ Dũng lại luôn ép em. Nếu không tìm cậu ta đến đây, thì mấy mẹ con bà cháu nhà em. Cho nên em mới không muốn khiến một gia đình khác chỉ còn toàn cô nhi quả phụ. Sao em lại nói vậy? Chị có biết ai đã mua vé máy bay để Lễ An tới tìm em không? Chị có biết ai đã báo cho em biết không? Là Tôn Mộng Vũ, vợ Lễ An. Cô ta muốn em khuyên Lễ An mau trở về. Cô ấy cầu xin em cố gắng hết sức để giúp Lễ An lấy lại trí nhớ. Chính vì vậy mà em càng không thể gặp anh ấy, càng không thể giúp anh ấy. Em muốn khiến anh ấy thấy khó mà rút lui, trở về Bắc Kinh. Tại sao em phải sống trong đau khổ chờ đợi thêm một năm? Không phải là một năm, mà là mãi mãi không gặp anh ấy nữa. Cứ coi như đôi bên vẫn chưa gặp lại. Tại sao? Em điên rồi à? Nếu con gái họ bệnh nặng không thể chữa trị, không nên để bác sĩ Tôn phải chịu thêm đau khổ vì bị mất chồng. Em trả Lễ An lại cho cô ta thì em còn lại gì? Em vẫn còn Hạo Văn. Chị biết em rất vĩ đại, nhưng em đừng nghĩ cho Lễ An. Em cũng thấy rồi đấy. Cậu ấy đau khổ tự giày vò mình như thế nào khi đánh mất khoảng ký ức đó. Nếu Lễ An nhớ lại tất cả, đối diện với em và vợ mình, anh ấy sẽ càng đau khổ. Xin lỗi em, chị đã quá vội vàng. Đáng lý chị phải biết, em thà để mình hứng chịu mọi đau đớn chứ không muốn Lễ An phải đau khổ. Em vẫn là người yêu Lễ An nhất. Xin chào quý khách. Là cậu à? Xin hỏi bác,
Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Mẹ, nếu mẹ có gặp Lễ An, dù ấy thấy có nhắc đến chuyện gì trong quá khứ thì mẹ cũng đừng thừa nhận. Tôi từng gặp cậu ở Bắc Kinh. Lúc Hạo Văn bị ốm, cậu từng chăm sóc thằng bé. Không phải ở Bắc Kinh, Mà là trước đây lâu rồi. Lần này cháu đến đây là muốn nhớ lại mọi chuyện đã qua. Người duy nhất có thể giúp đỡ cháu là Tâm Như. Xin bác hãy để cháu gặp cô ấy. Tâm Như đi Quảng Châu rồi. Cháu có thể đến Quảng Châu tìm cô ấy. Xin bác hãy cho cháu biết địa chỉ đi. Con bé đến đó thiết kế mẫu trang sức cho người ta, không một chỗ cụ thể. Tôi thực sự không biết. Kìa cậu, Tâm Như không có ở trong quán thật mà. Cậu hãy về đi. Bố cháu nói trước đây cháu đã từng đến quán Vĩnh Tuyền này. Không thể có chuyện đó được. Bấy lâu cậu toàn ở Bắc Kinh, sao lại từng đến quán Vĩnh Tuyền này được? Chắc cậu nhớ nhầm rồi. Cậu về đi. Cậu về đi mà. Cậu về đi. Chú An. Hạo Văn. Bà ngoại, chú An đến thăm chúng ta ạ. Chú An, chú vào trong uống trà đã. Đợi bao giờ mẹ cháu về chú sẽ đến. Mẹ cháu sắp về rồi mà. Bà ngoại cháu nói mẹ cháu đi Quảng Châu rồi. Đi Quảng Châu á? Mẹ cháu đi Quảng Châu lúc nào vậy? Sao cháu không biết nhỉ? Mẹ cháu quyết định vội vàng, không kịp báo cho cháu biết đâu. Vậy cũng không sao, chúng ta cứ xách hành lý vào nhà đã. Chú An à, lần đầu tiên chú đến quán của nhà cháu phải không? Hình như là lần đầu tiên. Mà cũng hình như là chú đến rồi. Chú cũng không chắc nữa. Đi thôi, lát nữa chú cháu mình đi chơi nhé. Chơi gì vậy? Thả diều. Thả diều à? Giờ chú muốn thả cháu. Thả cháu lên tít trời cao. Rõ ràng là bố con mà lại không thể nhận nhau. Có thể chia cắt bố con họ. Mộng Vũ à? Mộng Vũ. Vì Lễ An, vì nhà họ Thẩm, con có thể sinh thêm một đứa nữa không? Bố. Bố biết, sau khi sinh An Lan con đã làm phẫu thuật. Nhưng giờ y học phát triển, con là bác sĩ chắc con phải rõ hơn bố. Bố à, thụ thai trong ống nghiệm vẫn chưa được pháp luật công nhận rõ ràng ở Trung Quốc. Phải,
Nhưng con có nghĩ, nếu một ngày chúng ta thực sự mất An Lan, cái nhà này sẽ không giữ chân Lê An được nữa. Con có nghĩ đến, có thể sẽ có ngày Lê An lấy lại được trí nhớ, lựa chọn trở về bên bối Tâm Như. Có thể ông trời không cho con sinh nở thêm được nữa, lại là ân huệ lớn đối với con. Ít nhất cũng sẽ bớt một đứa trẻ bị tổn thương. Cũng có thể có thêm một đứa con sẽ ngăn được những chuyện đó xảy ra. Vì Lệ An sẽ vì con cái mà ở lại, giống như những gì nó đang làm cho An Lan. Xin con hãy suy nghĩ kỹ ý kiến của bố. Chúng nuôi một con rùa dưới gầm giường rồi quên mất. Một năm sau chúng mới nhớ ra. Rồi sao ạ? Sau đó chúng lôi nó ra, nó vẫn còn sống. Nó không ăn gì sao mà sống được ạ? Đó là sự lợi hại của rùa mà. Thế giờ nó ở đâu ạ? Giờ ấy hả? Giờ nó vẫn ở trong vườn nhà chú. Bao giờ chú dắt cháu đi xem nhé. Ừ. Đối diện với bố nuôi, chú hãy nghĩ xem, cô đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với ông rồi. Câu này phải là tôi nói với anh mới đúng. Nếu ông còn sống, ông chỉ có một mong muốn là tôi được vui vẻ. Nếu tôi tìm được một người có thể mang lại hạnh phúc cho tôi, thì ông sẽ tác thành ngay. Vô liêm sỉ, cô dám nhắc tới người tình trước mặt bố nuôi tôi? Cô tưởng ông vẫn có thể bảo vệ được cô sao? Cô không sợ chết? Không lẽ cô không sợ hắn chết? Tôi biết cô không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ hắn bị hại. Hãy bảo hắn lập tức cút khỏi đây. Nếu không, hắn sẽ phải chôn thây tại nơi này, vĩnh viễn không bao giờ đi khỏi được nữa. Có một vị họ Thẩm đang ở bên ngoài. Cô dám hẹn hò với người tình ở đây?